mạnh quỳnh lần đầu hé lộ biệt thự đẹp như mơ tại mỹ mới đây mạnh quỳnh đã khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải một clip quay cận cảnh khu vườn sau biệt thự nhà anh tại mỹ sau một cơn mưa dù mạnh quỳnh chỉ quay một góc khu vườn sau nhà mình nhưng tất cả khán giả đều thấy được sự bề thế của nó vườn nhà anh được bài trí ngăn nắp gọn gàng có đầy đủ tiểu cảnh và cả lầu vọng để mạnh quỳnh ngồi thư giãn sáng tác nhạc nhìn vào clip ai cũng thích thú khi thấy khu vườn trong biệt thự của mạnh quỳnh có khung cảnh đẹp như chuyện cổ tích với khuôn viên rộng rãi trồng đủ các loại hoa cây cối nhiều màu sắc các loại cây đều thuộc xứ ôn đới da lá đỏ lá vàng nên nhìn vô cùng bắt mắt lãng mạn anh chia sẻ đây là khuôn viên sau vườn nhà tôi mùa hè hoa nở đẹp hơn giờ tàn hết rồi mọi người thấy đấy cây trong vườn nhà tôi đang đổ lá rất đẹp trong vườn nhà tôi có một căn nhà nhỏ để mỗi sáng tôi ngồi uống cà phê sáng tác nhạc ngoài cây cỏ vườn nhà tôi còn có chim chóc bay lượn làm tổ nhìn rất thanh cảnh sau những ngày đi sâu làm việc mệt mỏi tôi lại ra khu vườn sau nhà này để hưởng không khí trong lành cuộc sống với tôi chỉ cần như vậy là đủ sau khi quay xong khu vườn mạnh quỳnh có liên máy quay biệt thự và khán giả thấy được căn biệt thự này xây dựng chủ yếu bằng gỗ với lối kiến trúc tây phương nên nhìn khá ấm cúng còn có cả sân chơi bóng rổ Tuy căn biệt thự rộng lớn và bề thế là vậy, nhưng mạnh Quỳnh chỉ nhận là một căn nhà đơn sơ. Anh nói: Phía sau vườn là căn nhà nhỏ đơn sơ của tôi. Người ta đổ nhà tôi mấy trăm tỷ, làm gì có chuyện đó? Nghe mơ hồ quá. Tôi sống nhẹ nhàng lắm, không có chuyện đó. Cuộc sống của tôi rất bình dị, chỉ đi làm kiếm tiền rồi nuôi con ăn học. Sau khi xem xong clip của mạnh Quỳnh, đa số khán giả đều tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ trước cuộc sống thanh bình anh đang có. làm rõ tin đồn ca sĩ mạnh quỳnh kiện bà phương hằng những ngày qua trên nền tảng tiktok youtube liên tục xuất hiện nhiều clip hình ảnh lan truyền thông tin ca sĩ mạnh quỳnh đệ đơn kiện bà phương hằng để đòi lại công bằng cho cố ca sĩ phi nhung những lời đồn trên nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao tuy nhiên mới đây phía mạnh quỳnh đã chính thức lên tiếng về sự việc người đại diện của nam ca sĩ cho biết những thông tin đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân cũng như công việc của anh những hình ảnh đang lan truyền thực chất chỉ là sản phẩm photoshop theo đó phía nam ca sĩ yêu cầu các kênh truyền thông dừng ngay việc sử dụng những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan tới nam ca sĩ các bài viết đưa tin một chiều mang tính phiến diện vô căn cứ dựa trên các thông tin sai sự thật đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân cũng như công việc của ca sĩ mạnh quỳnh Người này cũng cho biết sẽ phải làm việc với luật sư và gửi văn bản tới từng cơ quan để yêu cầu gỡ bài, cải chính và bồi thường thiệt hại. Đại diện truyền thông của Mạnh Quỳnh nhấn mạnh, đây là quyền của công dân đã được quy định trong bộ luật dân sự. Ca sĩ Mạnh Quỳnh có cuộc sống khá đơn giản sau khi kết hôn. Vì thế nhiều người cũng cảm thấy lạ trước tin đồn này. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ tâm sự, xưa nay tôi luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật. Tôi chưa từng hơn thua ganh ghét và làm mất lòng ai, dù là một đứa trẻ, hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình. Nhưng sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên. Mạnh Quỳnh viết tâm thư sau khi người hâm mộ gọi tên đòi kiện nữ CEO thay Phi Nhung. Mạnh Quỳnh cho biết dù đã nhiều ngày sau khi Phi Nhung qua đời, anh vẫn chưa thể nguôi ngoài. Gắn bó với nhau 20 năm ở trên sân khấu lẫn cuộc sống đời thường, những thăng trầm đã trải qua như một ký ức trải dài khiến anh chịu nặng nhiều tâm sự về hình ảnh người bạn thân thiết. Mạnh Quỳnh viết, hứa với Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng không có lười nữa. Nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi Quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình Nhung nhé thực hiện lời của Nhung là mình sẽ sống trọn lòng với khán giả thì Quỳnh sẽ cố gắng dù biết rằng Quỳnh không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng khán giả yêu thương Nhung. Sau bài hát này tặng Nhung, Quỳnh hứa nếu có làm thêm ca khúc mới Quỳnh sẽ viết và sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống lạc quan hơn Nhung nhé. Những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa. Nhung biết tính Quỳnh má. Xưa nay Quỳnh luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật quỳnh chưa từng hơn thua ganh ghét và làm mất lòng ai dù là một đứa trẻ hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình nhưng sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên ông trời còn sống không vừa lòng người thì huống chi mình phải không nhung thôi ai nói gì mặc ai mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình cầu mong cho nhung an lạc nơi đất phật nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi từ nay không cần bận tâm đến chuyện tài tiếng thị phi thiên hạ nữa. Bà ngủ ngon nha. Tôi thức để làm việc đây. Động thái mới nhất của Mạnh Quỳnh sau tang lễ phi nhung, làm rõ tin đồn bị bệnh nặng nguy kịch. Sau khi bay sang California đưa tiễn người chi kỷ hơn 20 năm về nơi an nghỉ. Mạnh Quỳnh cũng đã trở về nhà và tiếp tục cuộc sống của mình. Tuy nhiên trái tim Mạnh Quỳnh vẫn chưa thể nguôi ngoài nỗi đau. Mới đây nam ca sĩ đăng tải bức ảnh đi dạo trên đường phố kèm theo bốn câu thơ. Thu đã về rồi ai có hay. Đường chiều lá đỗ gió thu bay. Bạn nay khuất nẻo dần xa mãi. Có biết tình tôi chẳng phôi phai. Bốn câu thơ chất chứa nỗi lòng của Mạnh Quỳnh. Trên đoạn đường sắp tới đã không còn Phi Nhung sánh đôi với Mạnh Quỳnh trên sân khấu. Nhưng dù Phi Nhung không còn thì tình cảm Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung vẫn sẽ còn mãi không phôi phai. Trước đó tại tăng lễ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh gửi một vòng hoa hình trái tim khuyết đi một phần ghi chữ thương em sau tang lễ có nhiều tin đồn mạnh quỳnh bị bệnh nặng sắp đi theo phi nhung tuy nhiên những thông tin đó hoàn toàn không đúng sự thật có thể thấy nam ca sĩ vẫn đang rất khỏe mạnh ngoài ra mạnh quỳnh cũng chia sẻ chương trình ca nhạc tại paris b night sắp tới ngoài các nghệ sĩ tên tuổi còn có sự xuất hiện của ba con gái nuôi phi nhung mạnh quỳnh đau xé lòng vẫn chưa tin được phi nhung đã ra đi trái tim mạnh quỳnh khuyết đi một phần trong ngày tiễn biệt cố ca sĩ phi nhung về thế giới bên kia lúc sinh thời cố ca sĩ phi nhung là người bạn diễn tri kỷ và người tình sân khấu suốt 20 năm với ca sĩ mạnh quỳnh hai ngày sau khi đưa tiễn người bạn quá cố mới đây mạnh quỳnh gây xót xa khi đổi ảnh đại diện là những khoảnh khắc thân thiết của hai người như nay chỉ còn trong ký ức của người ở lại bên dưới phần bình luận nhiều sao việt và khán giả đã động viên an ủi mạnh quỳnh mạnh mẽ để vực dậy tinh thần tiếp tục ca hát và tỏa sáng thay phần người tri kỷ vắng số ngoài ra Facebook cá nhân dùng để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ của cố ca sĩ Phi Nhung đã chuyển về chế độ tưởng nhớ. Hiện tại, cho cốt của cố ca sĩ đang được gia đình con gái ruột thờ cúng ở Mỹ. Cách đây hai hôm rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đã đến tiễn đưa nữ nghệ sĩ trong chặng đường cuối cùng. Tại tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã gửi vòng hoa khuyết đi một phần trong trái tim kèm dòng chữ thương em. Mạnh Quỳnh đã có chia sẻ rất dài trong tang lễ. Ngày nào tối cũng khóc có người nói nhung bỏ quên đi mà đi nuôi người khác, sai lầm. Vào dạng sáng ngày 13 tháng 10, lễ tang của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra long trọng ở Mỹ. Là chi kỷ gắn bó cùng Phi Nhung suốt 20 năm, Mạnh Quỳnh đã có giây phút xúc động kể về những kỷ niệm, bộc bạch nhiều điều muốn nói cùng cố ca sĩ. Nam ca sĩ nghẹn ngào, thật ra đến bây giờ Mạnh Quỳnh không ngờ rằng đứng đây tưởng niệm một người mà đối với cuộc đời Quỳnh vô cùng lớn lao. Tất cả những người yêu nhạc, Yêu mến Phi Nhung và ngay cả Mạnh Quỳnh đều phải thừa nhận một điều Phi Nhung là người rất chuẩn mực, làm việc bền bỉ và hăng say. Quỳnh và Nhung đã đi hát trên sân khấu đã lâu nhưng ngoài đời thì mỗi người đều sống mỗi nơi khác nhau nên không gặp nhau nhiều. Nhưng hai người nhắn tin rất nhiều, nhất là lúc Nhung gặp chết. Đối với Quỳnh, ai nói gì nói nhưng Quỳnh biết trời sinh ra Phi Nhung không phải cho gia đình mà là cho công chúng. Phi Nhung sống vì mọi người, hy sinh gia đình và hạnh phúc dành cho tất cả mọi người. Mọi người có thể thấy trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo nhẫn hột xoàn, dây chuyền hay hàng hiệu. Nếu những ai nói hay suy nghĩ Phi Nhung làm điều gì đó trục lợi cho bản thân thì hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối. Quỳnh từng nói, xin bà ra là cha mẹ của bà nhưng người hiểu bà chỉ có mình tôi thôi, chỉ cần cái ánh mắt hay cử chỉ thôi là biết Nhung muốn gì rồi. Nhung năm nay chỉ mới 51 tuổi, bao nhiêu hoài bão Nhung nói với Quỳnh nhưng Nhung chưa làm được. Với bản thân Mạnh Quỳnh, sự ra đi của Phi Nhung không phải ra đi vì Covid-19 mà ra đi vì lòng người. Phi Nhung tâm sự với Quỳnh rất nhiều về những cái lùm xùm ở Việt Nam, Quỳnh an ủi và hỏi Nhung có cần Quỳnh lên tiếng không thì Nhung mới nói, "Ông ơi, thôi, bao năm nay ông là người tốt rồi. Bây giờ cho dù ông có ra nói tốt cách mấy thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã nằm trên cái chảo dầu rồi nên người ta muốn chiên, xào, nấu gì thì người ta làm, còn ông thì hãy giữ hạnh phúc gia đình của ông đi." nhung che chở quỳnh đến vậy những ngày qua quỳnh khóc rất nhiều chú quỳnh chia buồn với gia đình wendy chú vô dụng vì đã không che chở bao bọc cho mẹ con chú quỳnh nói mẹ về đi mình làm từ thiện nhiều năm rồi mình cây ngay không sợ chết đứng tại sao vì lý do gì mà phải ở lại còn nhiều tin nhắn với nhung nhung nói test hai lần rồi nhung sẽ về hát sâu chung với quỳnh quỳnh dự định chia tay sân khấu nhưng nhung kêu quỳnh hứa với nhung phải hát đến già đến khi nào không nổi nữa Quý vị có thể thấy tấm lòng của Phi Nhung như thế nào? Phi Nhung có thể có hạnh phúc gia đình rất tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn nhưng Nhung đã chọn những người ở bên ngoài. Có những người nói Nhung bỏ quen đi mà đi nuôi người khác. Sai lầm đừng suy nghĩ điều đó. Quý vị dám làm điều đó không? Chỉ có Phi Nhung thôi. Mạnh Quỳnh có rất nhiều điều muốn nói nhưng thôi. Quỳnh xin nén lại nơi đây và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung cùng về cõi vĩnh hằng.